Xin chào tất cả anh em nhé, đã quay trở lại với Phạm Bảo Auto. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái tip mà để đi đăng kiểm rất là ok cho những anh em mà thích độ xe nhé. Đây là một đôi đèn pha của con Focus này, nó cụ thể nó đời khoảng 15, 16, 17 gì đấy. Khi nào anh em mình có nhu cầu thì trực tiếp thì inbox cho mình để mình sẽ tư vấn cụ thể. Anh em mình độ xe ấy thì độ đèn bi đúng không? Cái đèn bi ở trong đây này đấy, độ bi thì nó rất là đắt tiền, nên là cái đèn đấy chắc chắn là anh em mình sẽ phải giữ lại. Thì bây giờ chỉ có cách là, một là anh em mình tìm đơn vị nào để đi thuê lại đèn để đi đăng kiểm, thứ hai nữa là mua một đôi đèn hàng gọi là cũng hàng tốt đi đấy. Đây hàng Đài Loan này, hàng Debo, thương hiệu Debo nhá, hàng Đài Loan, hàng này nó tầm trung đấy anh em ạ, so với hàng xịn nó cũng được 7 phần rồi đấy. Thì anh em mình có thể thay vào đây, đi lắp đi bình thường nhá, vẫn là rất là ngon, nhưng mà anh em thích độ mà, độ bi mà, nên là sẽ phải thay thằng này vào trước. Đi đăng kiểm xong thì tháo ra giữ lại, rồi thời gian sau đi đăng kiểm lại lắp vào, hoặc là cho anh em mình có thể mua một đôi này về, có thể là cho anh em mình trong hội ấy, bởi vì anh em mình lái xe như này, ví dụ như Focus thì sẽ có hội Focus, anh em mình có thể cho thuê lại hoặc là cho mượn lại, bạn bè cho thuê cho mượn lại, mỗi lần 200-300 gì đấy, gỡ lại ngay được mấy lần, 5-7 lần, 5-7 xe là được gỡ lại ngay được cái đèn này rồi. Đấy. Ok anh em nhá, anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox cho mình nhá. Giải pháp cho anh em mình độ đèn đây, không gỡ lại vốn nhá. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Bên mình chỉ bán thôi, không cho thuê.